Mình có thể đam mê rất nhiều lĩnh vực, nhưng cái lĩnh vực giáo dục lại càng cần hơn sự đam mê. Bởi vì nó không giống một số cái lĩnh vực kinh doanh khác. Mình phải đam mê đã. Thế thì mình nên chốt với nhau một cái tên của công ty. Đam mê là tất cả. Nhưng mà tiếng Anh nó là gì nhỉ? Tiếng Anh nó là passion is all. Ở đấy, passion is all. Thế thì bây giờ Tùng nghĩ giúp tôi ngắn hơn đi, mà nó vẫn tái hiện được cái ý nghĩa của passion is all. Ngắn hơn, hay mình dùng các cái chữ cái của ba cái từ đấy lại. Đúng rồi, thế thì nó là gì? Passion is all, là passion à? Passion nghĩa là viết tắt của passion, passion is all. Chuẩn luôn. Vậy thì mình lấy luôn cái tên là passion. Trải qua hơn 9 năm hình thành và phát triển, với hệ thống 11 trung tâm trên toàn quốc, 300 cán bộ nhân viên, hơn 50.000 học viên, tự hào là đối tác độc quyền của những chuyên gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực đào tạo tiếng Anh và vinh dự được đồng hành cùng hơn 40 các đối tác nhà trường, doanh nghiệp. Passion đã và đang trở thành cầu nối, đưa thế hệ trẻ Việt Nam trở thành công dân toàn cầu, không ngừng học tập và phát triển. Năm 2015, Passion chính thức thành lập với trung tâm đầu tiên tại 206 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà Nội, mang cho mình sứ mệnh cung cấp các giải pháp giáo dục độc đáo, khác biệt và hiệu quả. Được đánh dấu bằng sự kiện hợp tác độc quyền với chuyên gia AJ Hook, trở thành đối tác duy nhất tại Việt Nam áp dụng phương pháp Effortless English vào chương trình giảng dạy, giúp học viên tăng cường khả năng giao tiếp, phản xạ tiếng Anh. Well, I've been working with the top officers, the top staff at Passel actually for many different years, so we have a great relationship together. And I think the most important thing is we share the same mission, the same values. That's very important to me, and that's why I've chosen to work with Passel. Năm 2016, nhận được sự tin tưởng và yêu mến từ học viên, Passel mở rộng quy mô với hai trung tâm tại Dương Khuê và Thanh Xuân, Hà Nội. Đặc biệt, Passel cũng chính thức có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh với trung tâm đầu tiên ở quận Bình Thạnh. Tiếp tục thực hiện sứ mệnh mang đến cho thế hệ trẻ Việt Nam giải pháp học tập khác biệt, hiệu quả. Năm 2017, Passel ký kết hợp tác độc quyền với chuyên gia Paul Gruber, nhà sáng lập hệ thống chuẩn hóa phát âm Pronunciation Workshop, đồng thời nhân rộng hệ thống với các trung tâm nhượng quyền tại thành phố Hồ Chí Minh. What I'm so excited about is that Pronunciation Workshop and myself have teamed up with Passel. Trong những năm 2018-2019, Passel quyết định mở rộng thêm trung tâm Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội, cũng như nâng cao giá trị tri thức cho cộng đồng với sự kiện xuất bản, ra mắt bộ sách tiếng Anh, bánh mì chuyển ngữ, giúp người học có thêm công cụ rèn luyện phản xạ, phát âm. Năm 2020, đánh dấu bước ngoặt lớn của Passel khi phải đối mặt với thách thức của dịch bệnh COVID-19. Với sự kiên định và niềm tin vào những giá trị khác biệt từ chương trình đào tạo, Passel đã có bước chuyển mình nhanh chóng từ mô hình lớp học offline sang online, cam kết đảm bảo chất lượng giảng dạy cho các bạn học viên. Đặc biệt, tháng 7 năm 2021, Passel tự hào trở thành đối tác độc quyền của chuyên gia Simon Corcoran, cựu giám khảo kỳ thi IELTS quốc tế, mang đến cho các bạn trẻ Việt Nam giải pháp luyện thi IELTS hiệu quả, tiết kiệm chi phí và thời gian. To tell you that I've teamed up to work with Passel, the language school in your country. I'm working with them exclusively and officially. Đến năm 2022, với hiệu quả vượt trội từ những phương pháp và hệ thống giảng dạy độc quyền, Passel tiếp tục ghi dấu ấn bằng con số 45.000 học viên, đạt giải thưởng top 20 dịch vụ uy tín chất lượng được người Việt Nam tin dùng. Sang năm 2023, một dấu mốc mới của Passel chính thức mở rộng quy mô thêm 3 trung tâm: Văn Phú Hà Đông, Hoàng Mai Hà Nội và thành phố Bắc Ninh. Đồng thời, phát triển thêm đối tác nhượng quyền Passel Từ Sơn. Bên cạnh đó, Passel cũng tiên phong ký kết hợp tác với Elsa Speak, top 5 ứng dụng trí tuệ nhân tạo tốt nhất thế giới, đưa công nghệ AI vào nhận diện và phân tích phát âm tiếng Anh, tối ưu hiệu quả học tập của từng học viên. We are incredibly impressed with Passel's reputation and extensive experience in education. Đến tháng 6 năm 2023, sau một thời gian nghiên cứu và dành hết tâm huyết, Passel đã ra mắt chương trình đào tạo tiếng Anh trẻ em, đồng thời ký kết hợp tác với Fahasa, sử dụng giáo trình bản quyền từ hai nhà xuất bản nổi tiếng và uy tín, nhà xuất bản Đại học Cambridge và nhà xuất bản Đại học Oxford, nhằm đưa những nội dung chất lượng vào chương trình học tập tiếng Anh của trẻ em, giúp các học viên nuôi dưỡng niềm đam mê với tiếng Anh và tăng cường khả năng sử dụng tiếng Anh một cách thành thạo, tự nhiên nhất.
Song song với phương pháp giảng dạy và chương trình học tập chất lượng, PASL cũng không ngừng nâng cao chất lượng giảng dạy của đội ngũ giảng viên, trợ giảng, một trong những yếu tố cốt lõi quyết định sự thành công của người học. Với triết lý We don't teach, we coach, giảng viên tại PASL đã luôn hoàn thành vai trò của những huấn luyện viên tâm huyết, những người bạn sẵn sàng đồng hành bất kể ngày đêm trên con đường chinh phục tri thức của học viên, lấy sự tiến bộ của học viên làm tôn chỉ hoạt động và phần thưởng giá trị nhất. I have met and worked with the PASL teachers over all of this time, and they are wonderful. They're so dedicated, so enthusiastic, so energetic, and very, very skillful in teaching English. So, you know, I love you, I love the PASL students, and I love the PASL teachers. Sau những cố gắng xây dựng và phát triển, luôn lấy chất lượng giảng dạy, học viên là trung tâm, và con người là tài sản. Giá trị lớn nhất khiến PASL tự hào chính là những câu chuyện thành công của học viên và đội ngũ nhân viên qua nhiều thế hệ. Tại PASL, các học viên sau khi hoàn thành các chương trình học đều có sự tiến bộ rõ rệt, đạt được mục tiêu về điểm số trong kỳ thi IELTS và có những đánh giá khách quan về trung tâm. Em tự tin rằng là với những bài tập và với phương pháp học của PASL là giúp em cải thiện bản thân rất nhiều. Và nếu mà có cơ hội được chọn lại thì em tin rằng em vẫn chọn PASL trong vô vàn trung tâm khác. Bởi thứ nhất là em nghĩ là đội ngũ giảng viên quá tuyệt vời, chương trình học cũng phù hợp. Đặc biệt là em thấy ấn tượng cái khoản mà cái giáo trình của thầy Simon rất là hay, cái tip có thể nói là thực dụng trong cái việc thi IELTS. Không chỉ giúp các bạn học viên đạt được mục tiêu tiếng Anh, PASL còn tạo ra môi trường duy trì năng lực và mở ra cơ hội học tập, trau dồi các kỹ năng mềm, khám phá bản thân. Rất nhiều thế hệ học viên sau khi kết thúc khóa học đã trở thành trợ giảng, giảng viên tại PASL hay sử dụng tiếng Anh như một công cụ đắc lực trên hành trình chinh phục ước mơ mới. Xin chào mọi người, mình là Thu Nguyên, mình là một cựu học viên, cựu trợ giảng PASL. Hiện tại công việc của mình là biên tập viên của tạp chí Gov Việt Nam, đồng thời là một MC sự kiện. Mình đã gắn bó với PASL trong suốt 4 năm học đại học. Tại PASL có lẽ điều tâm đắc nhất của mình là phương pháp học, môi trường thân thiện và đặc biệt là mọi người hỗ trợ lẫn nhau để cùng phát triển. Hiện nay vì mục tiêu giải hướng nên mình đang sử dụng tiếng Anh như một công cụ không thể thiếu, từ việc biên phiên dịch kiến thức quốc tế hàng ngày hay là dẫn các sự kiện song ngữ. Nói chung là với mình thì mình thấy là có tiếng Anh thì lợi thế và cơ hội sẽ được mở ra rất nhiều. Chính vì vậy mà hy vọng các bạn học viên hiện tại của PASL sẽ nỗ lực thật nhiều để biến tiếng Anh thành điểm mạnh của mình, phục vụ cho các công việc tương lai. Cuối cùng, xin được cảm ơn PASL đã là cái nôi nuôi dưỡng mình cả về kiến thức và kỹ năng. Sẽ còn nhiều thách thức sau này, nhưng mình sẽ nỗ lực hơn nữa để xứng đáng là một PASLer. Hi guys! Wow! Đã lâu lắm rồi mình mới mặc lại chiếc áo cam này các bạn ạ. Và cảm giác vẫn rất là đặc biệt và xúc động tự hào. Mình có một hành trình rất là đặc biệt ở PASL. Mình đã từng là học viên này, sau mình lên làm team leader, mình lên làm trợ giảng. Làm trợ giảng được hơn 2 năm thì sau đó mình đã apply thành công lên làm giảng viên. Với tâm thế là đã từng là một người học rất tâm đắc, rất yêu thích chương trình học ở PASL, sau đó là một người dạy, cũng thấy được sự hiệu quả của chương trình mình đang dạy, mình đang truyền đạt lại cho các bạn học viên. Thời gian mình làm trợ giảng, sau đó lên làm giảng viên ở PASL là một quãng thời gian rất đáng nhớ với mình. Mình nghĩ từ ngữ của mình không đủ để diễn đạt cái sự ảnh hưởng của nó đến cuộc đời của mình đâu các bạn. Ngay cả khi mình không còn làm việc ở đây nữa, nhưng hôm chị Ái Việt có nhắn cho mình rằng là sắp đến dịp 20 tháng 11 rồi, về nhà thôi. Lúc đấy thì mình đang có việc đi lên Hà Nội và mình đang ngồi trên xe, mình đã rưng rưng nước mắt các bạn ạ. Mình nghĩ đến PASL, cái nơi mình đã từng làm việc gắn bó với một người trẻ. Ban đầu thì mình nghĩ là cái thế hệ Gen Z của chúng ta thì cần tìm một công việc thiên về là thu nhập bạn có thể cho tôi là bao nhiêu. Thế nhưng giá trị mà PASL đã đem lại cho mình nhiều hơn tất cả số tiền không thể nào đong đếm được về giá trị tinh thần và những giá trị cốt lõi mà mình đã nhận được. Xin chào tất cả các bạn PASLer, mình là Huy Anh, founder của Way to the Studio, một công ty truyền thông về phim ảnh. Mình cũng là một PASLer và rất vui khi ngày hôm nay mình được ngồi đây để chia sẻ cho tất cả các bạn về hành trình của mình gắn bó cùng với PASL như thế nào. Mình có được nhận và thử việc tại vị trí trợ giảng. Mình là một người không giỏi ăn nói, mình là một người mà rất là rụt rè khi mà ăn nói. Tuy nhiên thì sau khi mà tham gia các lớp
của Partial và nhận các lớp khiến dần dần kỹ năng nói của mình nó cải thiện hơn rất nhiều. Ngoài ra thì mình còn học được rất nhiều thứ, ví dụ như là các kỹ năng quản lý lớp học này, kỹ năng quản lý thời gian này, rồi tất tần tật rất nhiều kỹ năng mềm khác. Thì mình có xin nghỉ tại Partial để theo những cái ngành nghề khác. Cái cảm xúc lúc đó nó cũng rất là buồn, bởi vì bản chất là mình làm Partial cũng được 3 năm rồi. Và đặc biệt nhất là người thầy đáng kính của chúng ta, người đã âm thầm dẫn lối cho tất cả các thành viên của Partial trên chặng đường phát triển bản thân mình. Và đây chính là điều mà mình tâm đắc nhất ở Partial, khi mà kể cả mình đã rời khỏi Partial khoảng 4 năm rồi, tuy nhiên thì mình vẫn còn nhớ những cái giá trị cốt lõi cũng như là những cái văn hóa của Partial và những con người ở Partial nữa. Ở Partial thì tất cả mọi người đều luôn yêu thương nhau và luôn hỗ trợ nhau, và có những vấn đề gì thì chúng ta góp ý thẳng thắn cho nhau. Và đó là cái mình cực kỳ thích ở Partial. Partial là một nơi có thể tạo cho chúng ta rất nhiều điều kiện để chúng ta có thể học tập. Và điều quan trọng nhất là các bạn có chủ động nắm bắt cơ hội đấy hay không thôi. Những thành quả mà các thế hệ học viên, nhân viên đạt được đã khích lệ Partial liên tục phát triển và không ngừng cố gắng. Partial tin rằng, chìa khóa thành công trong việc học tiếng Anh hay bất kể điều gì đều được dẫn lối bởi ngọn lửa của tình yêu và sự đam mê. Chính vì vậy, Partial cũng vinh dự nhận được sự yêu mến từ những quý phụ huynh và ban giám hiệu của các nhà trường. Đồng hành cùng trung tâm là cô đã cảm thấy rất là tin tưởng, vì trung tâm đã luôn thường xuyên trao đổi với phụ huynh để nắm bắt kịp thời về tâm lý cũng như về kết quả học tập của các con. Partial có đầy đủ năng lực và cũng đã được Sở Giáo dục Đào tạo Hà Nam cấp phép để cho Partial được hoạt động trên địa bàn tỉnh Hà Nam. Thế và cái chương trình đào tạo có nhiều sự khác biệt so với các trung tâm hiện có, cho nên là cái hiệu quả thì nó đã giúp cho học sinh tiếp cận được với cái phương pháp đào tạo tiên tiến. Đấy, và học sinh thì rất là hứng thú, rất yêu thích chương trình này. Học sinh cũng nâng cao được cái năng lực và cái khả năng giao tiếp tiếng Anh. Bên cạnh việc cung cấp các giải pháp học tiếng Anh hiệu quả, với tinh thần phụng sự xã hội là kim chỉ nam cho mọi hành động, Partial tiếp tục tạo ra các hoạt động đào tạo phát triển cho thế hệ trẻ. Vinh dự là đối tác lâu năm của nhiều trường đại học, trung học phổ thông lớn trên toàn quốc như Đại học Ngoại thương, Đại học Kinh tế Quốc dân, Học viện Ngoại giao, Học viện Ngân hàng, Đại học Thương mại, Trung học phổ thông chuyên Biên Hòa, Trung học phổ thông Hàn Thuyên Bắc Ninh, Trung học phổ thông Lý Thái Tổ Từ Sơn. Thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện bổ ích, góp phần truyền cảm hứng, thay đổi tư duy, đào tạo những kỹ năng thiết yếu nhất. Partial đã và đang góp phần tạo ra một hành trang vững chắc trên hành trình lập thân, lập nghiệp của thế hệ trẻ Việt Nam. Với cái kinh nghiệm làm việc nhiều năm với các cái đối tác là những cái tập đoàn và những cái công ty lớn trên thế giới cũng như là ở Việt Nam, thì tôi thấy là ngoài cái kiến thức chuyên môn mà học ở trên trường, thì hiện nay lực lượng lao động trẻ Việt Nam còn thiếu khá nhiều các cái kỹ năng và năng lực so với lại chuẩn công việc và cái nhu cầu thực tế của doanh nghiệp. Việc thiếu những cái kỹ năng cần thiết đó thì cũng khiến cho cái lực lượng lao động trẻ của Việt Nam mất cái lợi thế cạnh tranh so với lực lượng lao động của các nước khác trên thế giới. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến năng suất lao động của Việt Nam hiện nay vẫn còn ở nhóm thấp so với quốc tế. Hiện nay các bạn sinh viên kinh tế quốc dân đang được các nhà tuyển dụng đánh giá rất cao về kỹ năng chuyên môn cũng như là kiến thức học thuật. Tuy nhiên đâu đó thì các bạn sinh viên nói chung cũng như là sinh viên kinh tế quốc dân nói riêng cũng đang gặp một vài trở ngại về những cái kỹ năng mềm để có thể ứng dụng vào công việc. Thì những bạn mà có kỹ năng mềm tốt, ví dụ như là kỹ năng thuyết trình, kỹ năng làm việc nhóm, thì chắc chắn sẽ được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và sẽ có cơ hội việc làm cao hơn với mức lương thu nhập tốt. English proficiency is now becoming a must-have for young Vietnamese because it will help with two things. One is access to global knowledge base, and two, because of that, it will enhance career prospects. Proficiency in English is a gateway to broader understanding of the world, providing essential skills for navigating diverse fields. In the professional realm, it is a prerequisite for career success, unlocking potential for Vietnamese development and advancement. Thus, we would like to ensure that the Vietnamese young generation is well prepared for the challenges ahead so that they are ready to seize opportunities. Trang bị kỹ năng mềm, đặc biệt là tiếng Anh cho thế hệ trẻ ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường là điều vô cùng cần thiết, giúp các bạn nâng cao năng lực cạnh tranh trên con đường sự nghiệp sau này. Với mục đích đó, Partial chính thức khởi động dự án Success Link, lập thân, lập nghiệp, học tập suốt đời. Thông qua dự án này, Partial tin tưởng có thể mang tới các bạn học sinh, sinh viên những chương trình đào tạo kỹ năng hiệu quả, thực tiễn, được chứng nhận bởi tổ chức uy tín trong và ngoài nước.
Passo thì là một đối tác truyền thống đã hợp tác với nhà trường nói chung cũng như là các hoạt động của Trung tâm Tư vấn Hướng nghiệp và Việc làm nói riêng trong thời gian vừa qua, và Passo cũng là một trong đối tác rất là uy tín với rất nhiều các hoạt động rất là ý nghĩa. Qua đó thì tôi đánh giá được Passo ngoài chức năng chuyên môn nhiệm vụ chính là đào tạo về tiếng Anh thì cũng đã chia sẻ rất nhiều những giá trị cho các bạn sinh viên để làm sao cho khi ra trường là bạn sinh viên có thêm những cái kiến thức trải nghiệm để có thể áp dụng vào công việc sau này. Chính vì lẽ đó thì trung tâm đã hợp tác với Passo trong lĩnh vực là đào tạo cũng như là cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bởi vì Passo ngoài hệ thống trung tâm đào tạo về mặt tiếng Anh thì cũng có những cái dự án kinh doanh cũng như những cái mạng lưới đối tác và sẵn sàng tiếp nhận cũng như là đón nhận sinh viên kinh tế quốc dân ra trường. It is our honor to work with such an incredibly professional team at Pace, who are so incredibly dedicated to their work and work with such a strong sense of purpose. We at ELSA are very enthusiastic about this collaboration, as it aligns with our goals and missions to create a positive impact on Vietnam. This strategic alliance reflects ELSA's confidence in Pace's potential to provide high-quality English language education to more and more learners across the country. Tiên phong xây dựng một nền giáo dục toàn diện giúp các bạn trẻ trở thành công dân toàn cầu, có khả năng thích nghi và giải quyết những thách thức thời đại. Passo cũng đang sẵn sàng cùng Skillsoft, tập đoàn giáo dục nổi tiếng thế giới, triển khai các chương trình đào tạo tại Việt Nam trong thời gian tới. Được thành lập vào năm 1998, Skillsoft là một công ty có trụ sở tại Mỹ với phạm vi hoạt động toàn cầu, trải rộng trên 160 quốc gia và được tin tưởng bởi nhiều công ty thuộc top 500 Fortune. Tự hào với kho lưu trữ khổng lồ, gồm hơn 200.000 tài sản học tập, Skillsoft chuyên phát triển chuyên môn trên nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm các chương trình lãnh đạo phối hợp với MIT Sloan, chứng chỉ công nghệ thông tin và các kỹ năng mềm thiết yếu như lập kế hoạch, làm việc nhóm, tư duy phản biện, tư duy sáng tạo, giải quyết vấn đề và ra quyết định, phát triển năng lực quản lý. Passo và Skillsoft hứa hẹn mang đến cho các bạn trẻ cơ hội khám phá và phát triển bản thân, có thể dễ dàng ứng dụng trong công việc hàng ngày và đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp. Do đó, các bạn trẻ rất là cần thiết phải tăng cường cái khả năng tự học, phải biết trau dồi các cái phương pháp mới, các cái cách thức mới để chắt lọc kiến thức và áp dụng vào thực tế công việc, mang lại cái hiệu quả cho bản thân mình, cho đội nhóm của mình, cho công ty của mình và cho cộng đồng của mình. Chúc các bạn phát huy tốt tinh thần học tập suốt đời để lập thân lập nghiệp thành công. Hướng tới sự nghiệp giáo dục toàn diện, Passo tin rằng không ngừng học tập, không ngừng đổi mới sẽ tạo ra môi trường lý tưởng cho thế hệ trẻ Việt Nam, cho những cá nhân muốn được cống hiến và phát triển. Thành công không chỉ là kỹ năng tiếng Anh được cải thiện, mà cái đích cuối cùng là nâng cao năng lực bản thân, trở thành phiên bản tốt hơn mỗi ngày, mang lại giá trị cho cộng đồng và xã hội.